Đấy, ngon. Một ông xiang. Xiang nữa. Ngồi, hai xiang. Xiang nữa, ba xiang. Và cuối cùng, đây là màn hình máy của cái thủ BB. Chung kết của chung kết chỉ là chạm hai thôi. Đang đánh xong về đi nghỉ thôi, chứ đánh xong rồi còn đánh AC thì chắc ngất 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 ngất. Vâng, nói AC nói đùa thôi. Vâng. Nói đùa đùa vậy thôi chứ còn đánh vòng loại AC thì chắc ngất luôn. Vâng, thằng Hồng Anh là nó đi cáng rồi đấy. Sáng nay nó ra hiện trường bằng cáng rồi đấy các bạn ạ. Trắng bạch ra cứng đét luôn. Chưa đập lỗ.
thế điểm chịu. À đây. Alo, xin chào anh em. Hiện tại thì cơ bơm đang khá mệt rồi. Vâng, cơ bơm mệt nên nhường mic cho tôi bình luận. Vâng, tôi là một khán giả rất hâm mộ AOE mặc dù chơi rất kém. Vâng, giới thiệu luôn, tôi là phóng viên của Game TV. Vâng, Gơ Vanh. Hiện tại thì các bạn có thể thấy rằng là những cái thông tin ở trên fanpage Game TV hay cũng như là ở trên website Game TV, các group, tôi là người cập nhật cho các bạn. Vâng, nói thế thôi để anh em biết về tôi thôi. Bây giờ thì trở lại với trận thi đấu chung kết nội dung 4-4 sang. Thuần tiễn nhưng phút 25 thì đánh cái gì cũng được. Vâng, tôi cũng xin phải thú thật với anh em là mạng bên Trung Quốc thì khá lởm. Chặn Facebook, chặn Google. Nên cái việc livestream ngày hôm nay rất khó khăn. Không thể livestream cho anh em được cái không khí của trận bán kết căng thẳng và kịch tính như thế nào. Nhưng nói chung là cả hai team của AOE Việt Nam đều lọt vào chung kết thì đó là điều tuyệt vời rồi, quá tuyệt vời rồi. Vâng, chim sẻ nắng chưa có quân. Vâng, đây rồi, 5 cục R đầu tiên, liệu có đỡ được nhà hay không. Cam Quýt đã lọt vào trong. Xúc luôn. Ôi, lỡ hở kìa. Hóa ra là chim sẻ có vẻ như là mệt rồi, nhìn thấy cái mỏm đá tưởng là bãi đá lên là không bo. Đáng sợ thật. Đánh cả giải từ đầu đến giờ. Ủa, báo cáo trồn bây giờ lại hoa mắt. Ghê gớm thật. Một mình bằng ô tô và tàu ngầm. À quên, tàu điện ngầm. Trong người chỉ có 300 tệ. Khi mà đến khách sạn thì phải gọi chị Sa Nguyễn, nhân viên kinh doanh của Game TV xuống để trả tiền taxi. Cũng lo sợ phết vì chẳng may trên đường đi taxi thì nó hết xăng hay là nó như nào đấy. Nó bảo là đưa tiền đây, nó đổ xăng thì thôi cũng đến chịu, đến quỳ. Vâng, bạn Phạm Bá Minh chắc là thấy thông báo nghỉ là tắt tay máy tính luôn. Vâng, thông báo lại bạn là bên phía AOE Trung Quốc yêu cầu chúng ta phải đánh trận chung kết để cho các thành viên của AOE Trung Quốc được chiêm ngưỡng và học tập. Vâng, đây là một pha đỡ nhà. Liệu chim sẻ có đỡ được nhà tên này hay không? Đây rồi, có Hoàng Mai Nhi đi rồi. Đỡ tươi từ này. Có khi còn đẩy ngược. Hồng Anh rất thổ báo ở giải đấu này. Tiền thưởng thì chia đều rồi. Đây là đánh để cho AOE Trung Quốc nhìn thấy thôi. Nhìn thấy và học hỏi thôi.
Vâng, chim sẻ nắng hiện đang có chỉ số thấp nhất bản đồ. Bây giờ thì chuyển ra. Đây rồi. Tham lai 69 trên 80. Bắt đầu bây giờ mới đẩy quân. Số lỗ thì chắc chấu lại là. Đây đây là bình luận viên Trung Quốc đã nhắc đến hơ hơ trong suốt giải đấu này. Vâng, hơ hơ chấu lại là. Như vậy là BB bỏ qua nhà của He He rồi. Đánh ngay nhà ta cho cánh. Nhà vài lớp. Vài lớp liệu biết chạy dân hay không? Vâng. Chết hết đám dân làm ruộng. Tham lai của BB không ngừng tăng. Vâng, nhà của BB thì chưa có ai động vào. Chúng ta chuyển đến màn hình máy của Hoàng Mai Nhi thôi. Tham lai 79 trên 84 rồi. Vâng, đang sang nhà cứu sẻ một tơn. Có vẻ như là sẽ đang bị ốp. Vâng, tham lai chỉ có 51. Cả Yugi, cả Hồng Anh đều đang muốn ép chết chim sẻ. Trong khi đó thì ba con cung R của chim sẻ vẫn đang đi rất hiệu quả. Vâng, đề nghị anh Kiên đi ngủ. Vâng, như vậy là Van Lớp đã đi sai. Team AOE Việt Nam 1 đã chính thức lên ngôi vô địch ở nội dung 44 xe.